chùa còn có cả thờ Bác Hồ với thờ Đại Tướng. Ok, bốn giờ mấy năm rồi sáng là đã like rồi. Khu vực này chắc là khu vực để tiếp khách ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đi lên núi Ngọc thôi. Đường đi vào núi Ngọc đây thì cũng có rất nhiều cây cối giống như đường vào Nguyên Chùa. Đang ở trong rừng rậm chứ không phải là